Hắc ám Tây Du, hồi thứ 67. Nhìn ánh mắt kiên định của Minh Đồ, Lạc Trần chợt phát hiện trong mắt Minh Đồ dường như có thứ gì đó cực kỳ giống mình. Hai người cứ như vậy đối mặt, không ai nói thêm gì nữa, chỉ là bốn mắt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Lạc Trần thỏa hiệp, bởi vì y phát hiện nếu mình ép nữa, tên Minh Đồ này tuyệt đối sẽ không do dự lựa chọn ngọc nát đá tan. Kết quả như vậy không phải là điều mà Lạc Trần mong muốn. Hiện tại thí luyện của tuần thiên giới mới chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Vậy cũng được, ta đổi câu hỏi khác. Hy vọng mỗi câu hỏi tiếp theo người đều có thể cho ta câu trả lời hài lòng. Mặc dù lạc trần thỏa hiệp nhưng trong lúc ý nói chuyện, trên cánh tay bốn hắc sắc nhàm thạch cự nhân khác đều hiện ra một con dao đá sắc bén, sau đó kề bên trên cổ bốn người còn lại. Ý tứ rất rõ ràng, nếu câu hỏi lần này Minh Đồ còn mượn cớ thì Lạc Trần sẽ không do dự mà xuống tay kết thúc tính mạng của bốn người kia. Mặc dù Lạc Trần không phải hạng người đại gian đại ác, nhưng cũng chẳng phải là thiện nam tín nữ. Có một vài việc, nếu như chỉ thỏa hiệp thì đúng là sẽ không có kết quả. Minh đồ gật đầu trong lúc lờ đãng gã ta liếc mắt nhìn bốn người còn lại. Trong mắt lóe lên một tia thống khổ và bất lực. Lạc Trần cũng mặc kệ giờ phút này, trong lòng Minh Đồ đang có cảm giác gì. Y giơ tay phải ra đem bàn tay quào xuống hư không, một chiếc ghế đá đen nhánh từ từ xuất hiện ở trước mặt lạc trần y đi về phía trước mấy bước ngồi lên trên ghế đá lúc này mới lớn tiếng hỏi ta hỏi người tổng cộng có bao nhiêu người giống như các ngươi hoạt động ở khu vực nào có phải sẽ không có phải sẽ công kích tất cả người mà các ngươi nhìn thấy hay không lần này minh đồ rất dứt khoát đáp số lượng cụ thể ta cũng không biết có điều ta lại biết là chúng ta là người của mình thần quân rải rác ở toàn bộ tuần thiên giới. Trên thế giới này, gần như tất cả mọi nơi đều có dấu vết của chúng ta. Hơn nữa vì xích sắt gồng xiềng trên người chúng ta, lượng dinh dưỡng và linh khí trời đất mỗi ngày chúng ta cần gấp 5 đến 10 lần bình thường, cho nên cần hấp thụ một lượng lớn linh khí. Vì thế mỗi một người của Minh Thần Quân chúng ta còn sống sẽ săn giết tất cả những con mồi nhìn thấy và có giá trị. Vậy ở hướng này có khoảng bao nhiêu người giống ngươi? Có cách nào tránh để không tiếp xúc với những kẻ như ngươi hay không?" Lạc Trần khẽ nhíu mày, đưa ngón tay ra chỉ về một phương hướng, hướng kia chính là hướng đến thế giới hoàng tuyền. Y vừa nhanh chóng suy nghĩ, lại vừa tiếp tục hỏi. "Trước mặt cách đó không xa chính là cứ điểm quân sự của chúng ta, có khoảng hơn 300 người, có thể đi vòng qua nhưng sẽ gặp phải thú dữ có thực lực mạnh hơn." Nếu không đi đường vòng có khả năng nào tránh chiến đấu với bọn họ hay không? Mục đích của chúng ta cũng không phải là phát sinh chiến đấu với các ngươi, mà là muốn đi ngang qua nơi này, đến một nơi khác hội họp với người của chúng ta. Những lời này Lạc Trần phải cân nhắc rất lâu mới cảm thấy có thể nói ra được. Thay vì cướm bừa một cái cớ lừa Minh Đồ, Lạc Trần hy vọng có thể nhận được sự trợ giúp của đám người Minh Đồ hơn. Dù sao nhìn bản đồ mò mẫm tiến về phía trước hoàn toàn khác với việc có một người dẫn đường quen thuộc với nơi này. Cho nên Lạc Trần mới hỏi như thế. Nếu có cách để tránh phát sinh chiến đấu quy mô lớn với bọn họ, chắc hẳn nếu muốn tiến một bước hợp tác với bọn họ, cũng là không phải là không thể. Điều khiến Lạc Trần bất ngờ một lần nữa là Minh Đồ lại cực kỳ nghiêm túc gật đầu một cái, sau đó lại đáp. Có, chỉ cần mỗi người bỏ ra 10 bình đan dược cực phẩm, chúng ta sẽ để các người đi qua, hơn nữa còn phái người bảo vệ các người thậm chí có thể tự mình dẫn các người đến nơi các người muốn đi. Lúc mình Đồ nói những lời này thực sự khiến Lạc Trần có một loại cảm giác như đang bàn chuyện làm ăn với một tên gian thương. Hơn nữa còn là một cuộc buôn bán bỏ tiền ra mua hướng dẫn viên. Nói thật Lạc Trần không nghĩ tới mọi chuyện sẽ thành ra như vậy. Vốn không hy vọng gì, sau khi nhận được câu trả lời này, Lạc Trần thật sự hơi ngẩn người ra. Mười bình đang dược cực phẩm, Chẳng những chỉ đường cho mình còn phái người dẫn đường Hơn nữa sẽ còn bảo vệ dọc đường Chẳng lẽ quân đội mặc khối giáp rách rưới Lưng theo chữ mình kia Lại là đi làm án ứ Có điều dù hơi giờ khóc giờ cười một chút Nhưng trên mặt lạc trần Lại không biểu hiện ra bất cứ một điều gì khác thường Y gật đầu tỏ ý mình đã biết Nhưng sau đó lại hỏi Kẻ lúc trước tùng một trưởng tiêu diệt đồng đội của ta là ai Có vẻ mình đồ đã dự đoán được Lạc Trần sẽ hỏi một câu như vậy. Vì thế hắn bình tĩnh trả lời. Người không cần tìm người kia chỉ là cường giả trí tôn đỉnh phong bình thường, cũng không phải là cấp bậc giới chủ, lại càng không phải giới chủ. Lạc Trần nghe thấy Minh Đồ nói vậy, liền lập tức nhướng mày, hơi không vui mà nói. Ý người là loại người trí tôn đỉnh phong tầm thường trong đám các ngươi, tùy tiện một trưởng là có thể tiêu diệt cường giả cao cấp của sáng thế thần quốc chúng ta ư? Nếu hắn mạnh như vậy thì sao không thoát khỏi giam cầm Tùng một trường tiêu diệt ta thử xem Lạc Trần nói xong câu này Minh Đồ lập tức bật cười Sau khi cười hắn lại nói Sở dĩ đồng đội của ta có thể tung một trường tiêu diệt người của ngươi Là vì chúng ta dùng một loại kỹ thuật chiến đấu đặc thù Chính là kỹ năng chiến đấu có tên nhất kích toàn lực Loại kỹ thuật chiến đấu này cần ít nhất 5 người mới có thể thi triển có thể hội tụ sức mạnh một kích mạnh nhất của năm người lên trên người một người, từ đó khiến công kích của người kia đạt tới một độ cao không tưởng, từ đó mang tới hiệu quả nhất kích tất sát. Minh Đồ nói xong, Lạc Trần bỗng nhiên đã hiểu ra, bởi vì y nhớ y nhớ ra vừa rồi, năm người kia liều mạng tấn công cùng một lúc, bị thường cũng phải ra tay công kích, chính là vì bất chợt sử dụng chiêu này sau đó đánh cho đám người bọn họ trở tay không kịp. Hơn nữa khi đó Lạc Trần đã phát hiện một kích minh đồ đánh về phía mình căn bản không đau không ngứa. Bây giờ nghĩ lại nhất định đã truyền toàn bộ sức mạnh công kích lên người một người khác. Chỉ có như vậy mới có thể khiến công kích của bốn người không có hiệu quả. Sau đó khiến công kích của một người trở nên mạnh nhất. Sự thật chứng minh cách làm và chiều thức đó rất thành công. Nếu như lúc ấy một kích siêu cường kia là do minh đồ đánh ra, Lạc Trần cũng không dám nói mình nhất định sẽ có thể toàn thây mà rút lui đồng thời lạc trần biết lời minh đồ nói không đầy đủ một chiều này cảm giác không hề đơn giản như vậy có điều lạc trần cũng không nói gì nhiều chỉ cần biết đối phương cũng không có cường giả cấp bậc giới chủ trần chính là được rồi hơn nữa vừa rồi minh đồ nói có năng lực lấy mạng đổi mạng với mình có lẽ cũng chỉ có một chiều này đúng hai chăng nghĩ thông suốt những điều này lạc trần bỗng nhiên đứng lên đi tới bên cạnh minh đồ cặn kẽ hỏi thăm một vài chi tiết cuối cùng lạc trần nói vốn là dựa theo phong cách hành sự của ta, ta sẽ giết tất cả các người để diệt khẩu. Nhưng lần này ta sẽ hợp tác với các ngươi. Các người phái người dẫn chúng ta đến chỗ này ta sẽ trả 50 bình đan dược cực phẩm. Nói xong y khống chế 10 hắc sắc nhằm thay cự nhân kia cởi bỏ giam cầm sau đó lại nói. Chuyện các ngươi tiêu diệt đồng đội của ta trước đó ta cũng không so đo. Nhưng các người phải biết ta là vì suy nghĩ cho đại cục. Không muốn vì chuyện này khiến hai bên chúng ta lại xảy ra chiến đấu Vừa dứt lời 10 cự nhân kia đã đồng thời cởi bỏ giam cầm năm người lấy lại tự do tập hợp lại với nhau nhanh như chớp. Có điều vẫn là mình đồ kia cầm đầu. Vậy chuyện chúng ta hợp tác. Mình đồ vừa xoay cổ tay vừa nói. Dù sao nếu cứ đi như vậy, lần đi săn này có thể nói là không công. Đó không phải là kết quả mà mình đồ hắn mong muốn. Chờ ta gọi đồng đội tới rồi ta sẽ trả 40 bình đan dược cực phẩm. Hy vọng các người có thể giữ lời sẽ không dẫn chúng ta đến những chỗ nguy hiểm sau đó giết người cướp của nói xong y cũng không để ý đến năm người kia nữa trực tiếp xoay người đi sang một góc của khối lập phương đang trôi lơ lửng giữa không trung sau đó tung người nhảy một cái ngay sau khi đám người minh đồ còn đang bàn bạc gì đó lạc trần đã dẫn ba người khác đến bao gồm mộng lan lúc trước vừa mới triển khai chiến đấu đã chạy đi hơn nữa bây giờ nhìn lại mộng lan lại chẳng hề xấu hổ một chút nào vì rửa rồi, rồi mình đã chạy trốn. Dường như chuyện chạy trốn với hắn ta là một chuyện như cơm bữa. Chúng ta chỉ lấy 10 bình đan dược cực phẩm dù sao vừa rồi đã ra tay giết một tên đồng đội của các ngươi coi như là bồi thường. Mà Lạc Trần căn bản cũng không để ý tới trực tiếp vung tay một cái. Sau đó 40 bình đan dược cực phẩm lần lượt từ trong tay y bay ra bay về phía đám người mình đồ. Mạng của huynh đệ ta cũng không phải mấy bình đan dược là có thể đem ra mà đổi được. Thấy ánh mắt lạnh lùng của Lạc Trần Minh Đồ biết 40 bình đan dược cực phẩm có lẽ là vật cực kỳ quý giá đối với nhóm người của mình. Nhưng ở trong mắt Lạc Trần thì đúng là chẳng là cái thá gì. Là người được sáng thế thần quốc dốc sức đào tạo, sao có thể thiếu được đan dược. Đừng nói là 40 bình, cho dù là 400 bình thì Lạc Trần cũng sẽ cảm thấy không có quá nhiều. Nếu hai bên đã bàn bạc xong, như vậy kế hoạch kế tiếp cũng là dễ làm. Sau khi kiểm tra 40 bình đã dược cực phẩm không có bất kỳ vấn đề gì. Mình đồ dẫn bốn người còn lại trực tiếp nhảy xuống khỏi khối lập phương, được ngưng tụ từ nguyên tố thổ kia. Mà sau khi Lạc Trần thấy năm người bọn họ xuống rồi, bỗng nhiên đưa tay phải ra ấn một cái xuống dưới chân. Khối lập phương vốn cao tới 10 mét bỗng kịch liệt có rút lại, trong chớp mắt đã thu nhỏ thành một khối lập phương nhỏ chỉ có mười mấy cm. Lấy tay ước lượng khối lập phương sau khi thu nhỏ lại. Lạc Trần thu nó vào sau đó cũng nhảy xuống đất. Mà lúc này ba người còn lại của sáng thế thần quốc cũng đã tập hợp lại. Lạc Trần nói rõ tình hình với ba người bọn họ. Mặc dù ba người kia rất là kích động về cái chết của đồng đội. Nhưng cũng biết rằng bây giờ không phải lúc vì thù riêng mà phá hỏng đại cục vì để sáng thế thần quốc có thể giành được thắng lợi cuối cùng cũng chỉ có thể trồn sầu mối thù này xuống đáy lòng mà thôi như vậy một nhóm chín người năm người minh đồ ở phía trước bốn người lạc trần ở phía sau bắt đầu đi về phía thế giới hoàng tuyền chỉ cần bọn họ thuận lợi chắc chắn sẽ rất nhanh có thể gặp đạo chuẩn lão nhân cũng đang đi về phía thế giới hoàng tuyền mà trùng hợp một cách kỳ lạ là vạn yêu quốc ở chính bắc tuần thiên giới cũng giống đoàn người lạc trần cũng gặp phải năm người mặc áo giáp rách nát sau một cuộc đại chiến vạn yêu quốc chết mất ba người mà đám người mặc áo giáp rách nát chỉ còn lại một người có điều may mắn là ngay khi hai người còn lại của vạn yêu quốc vì không quen địa hình suýt chút nữa bị người còn lại kia giết chết thì ngũ yêu thần của vạn yêu quốc đã kịp thời chạy tới không chỉ cứu hai người kia một mạng còn thành công bắt sống người còn lại kia Ngũ yêu thần của Vạn Yêu Quốc lão đại phần yên sở chiến tuyệt sát Mặc Tàn Hàn Lăng. Năm người bọn họ giống yêu vô mộng, đều là người được đào tạo từ kế hoạch đại nhân vật, thuộc kế hoạch ảnh tử của Vạn Yêu Quốc. Có điều những ảnh tử được đào tạo từ kế hoạch này, vì đuổi giết nhất mạch còn sống của Vạn Yêu Quốc, linh hồn một con hổ ly mà phải tiến vào thế giới Hoàng Tuyền, cuối cùng đánh một trận với ngũ chiến tướng của thế giới Hoàng Tuyền, kết cục toàn bộ đã chết sạch. Ma ảnh tử của yêu vô mộng mặc dù cũng chiến bại, nhưng không chết mà còn nhận được sự trợ giúp của kế hoạch đại nhân vật số 3. Không chỉ sống lại mà còn nhận được toàn bộ sức mạnh của nhân vật số 3 trong kế hoạch. Từ đó dùng cách thức nào đó thông báo cho giới chủ của vạn yêu vương tàng giới của vạn yêu quốc. Cuối cùng tàng giới đã tự mình ra tay. Dùng thần thông cực mạnh hơn nữa thông qua yêu lực của chấn giới thiền bi. Khiến ảnh tử của yêu vô mộng thành công sống lại một lần nữa tiến vào xa giới tham gia lục quốc chiến. Tình hình cụ thể trong quá trình đó sau này sẽ nói cặn kẽ sau, ở đây tạm thời không cần đề cập tới. Lại nói đến ngũ yêu thần, khi biết ảnh tử của mình bị ngũ chiến tướng của thế giới hoàng tuyển tiêu diệt hết. Hơn nữa cái chết của ảnh tử còn tạo thành tổn thương nhất định đến bản thân. Tuy rằng sau đó đã khôi phục nhưng đây cũng là một loại sỉ nhục vì vậy mục đích lớn nhất khi tham gia tuần thiên giới cùng yêu yêu thần Ngoài việc giành được vị trí số 1 ra Thì chính là phải hoàn toàn tiêu diệt ngũ chiến tướng Bọn họ biết người của thế giới hoàng tuyền đều tồn tại ở trạng thái linh hồn Nếu muốn sống lại một lần nữa và rời khỏi thế giới hoàng tuyền Ngoài việc các đại giới chủ tự mình ra tay Thì chỉ có thể thông qua giới chủ nguyệt hoàng tuyền của thế giới hoàng tuyền cho phép mới được hơn nữa một khi người của thế giới hoàng tuyền sống lại nếu chết một lần nữa thì tuyệt đối hoàn toàn là hồn phi phách tán tất cả dấu vết sinh mạng đều sẽ biến mất một cách sạch sẽ đây cũng là nguyên nhân vì sao một bộ phận linh hồn rất lớn tình nguyện bất tử ở lại trong thế giới hoàng tuyền sau khi thí luyện của tuần thiên giới chính thức bắt đầu ngũ yêu thần cũng phệnh phụng mệnh của linh uy ngưỡng bắt đầu tiến hành thăm dò mà đúng lúc bọn họ vừa mới phát hiện ra một vài thứ Lại nhận được tần số cầu cứu của một đội ngũ khăm giò khác Vì vậy trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới cứu Nhưng mà khi bọn họ đến đến nơi Tiểu đội thăm gió 5 người đã chỉ còn lại có hai người Giờ phút này phần yên Nhìn người bị bạch lĩnh của hàn lăng trói đang quỳ dưới đất Đầu óc nhanh chóng suy tính Cũng giống như lạc trần phần yên cũng là người thông minh cũng không vì người này giết chết đồng đội của mình mà không nói hai lời đã ra tay công kích mà là để hàn lăng nghĩ cách chế ngự kẻ đó phần yên rất hứng thú khi phát hiện nhân loại tồn tại trong tuần thiên giới hơn nữa nhìn vào kiểu dáng trang phục cảm thấy không phải là người của những thế lực khác người tên là gì là người của ai nói hết tất cả những chuyện người biết và có thể nói ra nếu không ta sẽ giết ngươi Phần Yên chỉ suy tư một lát đã mở miệng hỏi người kia. Sau khi Phần Yên nói xong mặt tàn bỗng nhiên mấy bước tiến lên. Bút lông trong tay nhanh chóng bắt đầu phát họa giữa không trung. Rất nhanh hai con thú giữ miệng đầy răng nành đã xuất hiện. Một trái một phải đứng cạnh người kia. Tin rằng chỉ cần lời người này nói ra có gì khiến Phần Yên không hài lòng. Hai con mãnh thú kia sẽ không chút do dự sời tái kẻ đó. Ta tên là Minh Ám, tiểu đội trưởng của tiểu đội thứ tư quân đoàn số 3 của Minh Thần Quân. Sở dĩ công kích các người là vì cướp lấy trang bị và đan dược của các ngươi. Sau đó sẽ hấp thu linh lực bên trong cơ thể các ngươi. Chúng ta bị một kẻ được gọi là chừng tội Giá dùng cái loại xích sắt này để giam cầm. Nếu mỗi ngày không thể hấp thu một nguồn năng lượng khổng lồ, chúng ta sẽ bị khóa sắt trên người hút thành một cái xác khô. Người tên là Minh Ám kia vừa nói vừa dơ lên một ổ khóa tính xảo ở ngực. Thân thể phần yên hơi nghiêng về phía trước cẩn thận nhìn kỹ. Phát hiện quả nhiên ổ khóa nhỏ kia đang không ngừng hấp thụ linh lực trong thân thể của người này. Mình thần quân lại là gì? Tại sao ta chưa từng nghe nói đến? Còn nữa, nếu ta không giết người, người có thể mang đến trợ giúp hay điểm tốt nào cho chúng ta được chăng? Mình thần quân là quân đội của mình tôn đại nhân ở khoáng thế đại chiến năm xưa. Mình Tôn Đại Nhân chiến bại cho nên chúng ta đều trở thành tù binh bị nhốt ở một tinh cầu nào đó. Sau đó rất lâu, tất cả chúng ta bị một người mạnh kinh khủng tự xưng là chừng tội giả, đeo loại khóa này lên người sau đó ném vào thế giới này. Nói là để chúng ta dùng cách này để chuộc tội. Ở thế giới này lúc đầu những người phải chịu tội như chúng ta có khoảng 50.000 người. Có điều bây giờ cụ thể còn lại bao nhiêu thì chúng ta không biết. Dù sao mặc dù ở đây chúng ta đứng đầu chuỗi thức ăn nhưng vì gấu xiềng này mà chúng ta chỉ có thể không ngừng săn giết thú dữ để mà hấp thu năng lượng. Cho nên thời gian dài như vậy, ta thực sự không biết bây giờ rốt cục có bao nhiêu người còn tồn tại. Cái người tên là Minh Ám này không phải kiểu người tầm cờ như Minh Đồ mà Lạc Trần gặp phải. Chỉ hỏi mấy câu đã nói ra toàn bộ những gì mình biết. Khoáng thế đại chiến, người đang nói đến cuộc chiến cuối cùng kia sao? Cuộc đại chiến cuối cùng ư? Ta không biết hậu nhân gọi cuộc đại chiến nghia kia như thế nào. Chính là cuộc đại chiến xảy ra khi khai tịch giá ban đầu của vũ trụ này chết đi. Chính là trận đại chiến mà toàn bộ cường giả của vũ trụ này đều có tham dự. Phần Yên nghe xong khẽ gật đầu. Mặc dù gọi là trận đại chiến kia với tên gọi khác nhau. Nhưng phần, yên, nhưng phần Yên biết có lẽ chỉ là cùng một cuộc chiến mà thôi. Có điều nếu như theo cách giải thích của mình ám Vậy chẳng phải người này đã sống hàng tỷ tỷ năm rồi sao? Điều này làm sao mà có thể? Dựa vào thực lực trí tôn đỉnh phong của hắn ta làm sao có thể sống lâu như vậy? Hơn nữa còn mình tôn đại nhân đây lại là ai? Vì sao mình chưa từng nghe nói đến? Tuyệt sát xem thử hắn ta có nói láo hay không? Mặc dù phần yên cảm thấy dưới tình huống này hắn ta không có nhiều khả năng nói dối Nhưng cũng không phải là một chuyện không thể mà tuyệt sát đã tu luyện một loại bí pháp tinh thần rất cường đại. Một chiêu thức trong đó có thể dùng tinh thần lực của mình xâm nhập vào đầu của người khác để đọc ký ức của họ. Cách làm như vậy có một khuyết điểm, chính là ký ức đọc được cũng không hoàn chỉnh, nhưng nói không gây ra bất kỳ tổn thương nào đến người. Nhưng nó lại không ra, gây ra bất kỳ tổn thương nào tới người thí thuật và người bị thí thuật. Lão đại, những gì người này nói đều là thật mặc dù ta chỉ thấy được vài đoạn ngắn nhưng gần như tương đồng với những gì mà hắn ta đã nói hơn nữa trong ký của người này phần lớn đều là một loại tín ngưỡng hoàn toàn cuồng nhiệt với người được gọi là minh tôn còn lại đều là các loại dạng tình cảm thảm thiết của cuộc đại chiến năm xưa phần yên khẽ gật đầu tiếp tục hỏi minh ám rốt cục minh tôn đại nhân là ai minh ám vốn luôn uể oải rũ rũ lúc nghe thấy phần yên nói ra hai chữ minh tôn Hắn ta lập tức ngẩng đầu lên trong đôi mắt tất cả đều là một loại tức giận sau khi tín ngưỡng bị khinh nhờn. Hắn ta gần như dùng hết sức lực hét lên. Không cho phép các ngươi gọi thẳng tên của Minh Tôn Đại Nhân. Nếu như các ngươi còn dám gọi thẳng tên của ngài ta sẽ dùng mạng đổi mạng với các ngươi. Chắc hẳn các ngươi cũng không muốn biết sau khi ổ khóa này hấp thụ hàng tỷ tỷ năm linh lực của ta. Nó phát nổ rốt cuộc của lực cỡ nào đâu đúng không? đám người phần yên đều hơi giật mình không ngờ sự sùng bái của mình ám đối với người gọi là mình tồn kia lại đạt đến mức như thế này theo như lời giải thích của hắn ta cuộc đại chiến kia đã xảy ra cách đây hàng tỷ tỷ năm rồi nhưng thời gian dài như vậy mà sự sùng bái đối với mình tồn không hề thuyền giảm một chút nào mình chỉ mới gọi cái tên húy thôi đã khiến hắn ta suýt nữa muốn dùng mạng đối mạng với mình loại tín ngưỡng cuồng nhiệt này quả thật là có chút quá kinh khủng Vậy người có thể nói cho chúng ta biết rốt cuộc Minh Tôn Đại Nhân là ai? Vì sao chúng ta chưa từng nghe nói đến? Ngoài ra người nói trong Minh Thần Quân có bao nhiêu người có thực lực giống ngươi? Mà thực lực của ngươi lại ở vị trí nào? Những lời này của Phần Yên hỏi rất tài tình. Bởi vì thật ra Phần Yên không hứng thú lắm với bí mật ẩn giấu trong cuộc đại chiến kia. Điều mà hắn ta quan tâm hơn là thực lực của đám người này như thế nào? Hoặc thẳng thừng hơn một chút là đám người này có giá trị lợi dụng nào hay không? Phải biết thí luyện tuần thiên giới lần này, thế lực mỗi phe chỉ có 36 người, một người chết đi thì lại giảm bớt một người. Mà vạn yêu quốc của mình bây giờ vừa mới bắt đầu đã chết mất ba người, có thể nói đã rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa hắn ta cũng phát hiện thực lực của đám người Minh Thần Quân này quá thực là rất mạnh. Dưới tình huống lấy năm đấu năm, người của minh thần quân không chỉ không có bất kỳ binh khí pháp bảo nào thậm chí cũng không phải ở trạng thái đỉnh phong hơn nữa trên người mỗi người ít nhiều gì cũng có một vài vết thương nhưng cho dù là như vậy nếu không phải năm người bên mình kịp thời chạy tới e rằng phe mình sẽ còn bị tiêu diệt sạch mà đối phương vẫn còn có một người sống nói cách khác minh thần quân bên trong tuần thiên giới ít nhất có sức chiến đấu tương đương với những người tham gia thí luyện tuần thiên giới lần này không nói là lợi dụng toàn bộ chỉ cần có thể được 30 30 40 người trợ giúp thì phần yên hoàn toàn có lòng tin dựa vào lực lượng này có thể tiêu diệt bất kỳ một phe thế lực nào khác đây cũng là lý do phần yên không vội giết chết người này không giết có lẽ có thể lợi dụng mà giết rồi thì ngoài việc có thể trả thù cho người đã chết nghiêm trọng hơn là có thể dẫn tới sự trả thù của những người khác trong mình thần quân Nói vậy e rằng vạn thần điện sẽ là thế lực đầu tiên bị đào thải Hơn nữa từ trong lời nói mà mình ám nói Phần Yên đã hiểu hết phần nào về minh thần quân này Mặc dù tình hình chi tiết vẫn còn chưa thể biết Nhưng hắn ta biết đây là một đám bình lính bị bắt làm tù binh Hơn nữa sức chiến đấu của bọn chúng còn rất mạnh Rất là đoàn kết Thậm chí là vô cùng kiên định nếu người bình thường phải đeo một loại khóa này còn bị nhốt ở một thế giới đến hàng tỷ tỷ năm, cho dù không tự sát cũng sẽ phát điên. Không biết phần yên trong thời gian ngắn đã suy nghĩ được nhiều chuyện như vậy. Nghe thấy lần này bọn họ đã sửa sừng hồ, sự giận dữ trong mắt mình ám mới chậm rãi biến mất mà trả lời. Mình tồn đại nhân là nhân vật vĩ đại nhất có thể chống lại khai tịch giả. Chỉ có điều bởi vì thế lực bóng, cuối cùng bị khai tịch giả đánh bại và phòng ấn, mà tất cả mình thần quân ngoài bị bắt ra còn lại toàn bộ đều đã chết trận ngay cả mấy đại chiến tướng của mình tồn đại nhân đều không có một ai may mắn sống sót còn vì sao các người hoàn toàn không biết được những chuyện này ta đoán người chắc hẳn có thể nghĩ ra được nói đến đây mình ám ngẩng đầu nhìn về phía phần yên phần yên cũng gật đầu bây giờ hắn ta đã biết vì sao mình không biết gì về minh tồn và quân đội được gọi là minh thuần quân này Lịch sử thường do người thắng viết nên Mà nếu người thắng muốn cố ý xóa đi một thứ gì đó trong dòng, lông, trong dòng sông lịch sử Cũng là vô cùng đơn giản Huống hồ thời gian đã trôi qua đến hàng tỷ tỷ năm thậm chí còn lâu hơn Cho nên lịch sử bây giờ mọi người biết chẳng qua chỉ là những lời mà người thắng kể lại mà thôi Không thể nói hoàn toàn là giả Nhưng cũng không thể nói toàn bộ đều là sự thật Giống như cuộc chiến được gọi là cuộc chiến cuối cùng mà Phần Yên biết cuộc chiến cuối cùng trong truyền thuyết hiện tại quả thực có một trận chiến như vậy hơn nữa đây cũng là một cuộc chiến lớn nhất từ khi vũ trụ này khai mở cho đến bây giờ số người liên quan rất nhiều tình hình chiến đấu thảm thiết là một trận đại chiến vô tiền khoáng hậu mà trận chiến này được hậu nhân ghi nhớ là vì khai tịch giả đại nhân sáng tạo ra vũ trụ này đã đi ra đã mất đi trong chính cuộc chiến đó theo truyền thuyết căn nguyên của cuộc đại chiến này là trong vũ trụ đột nhiên sinh ra một đám người quấy phá. Nhóm người này lấy phá hủy làm mục đích lấy tàn sát sinh linh làm thú vui, điền cuồng hủy diệt tất cả tinh cầu. Có người nói bọn họ là sinh vật của một vũ trụ khác xâm lấn, cũng có người nói bọn họ là một đám người dã tâm bừng bừng, bắt tay nhau mưu đồ lật đổ cả vũ trụ này. Có điều bất kể là giải thích như thế nào, điều tương đối thống nhất trong đó chính là trong số người bọn họ có một người vô cùng cường đại người này đã cường đại đến mức có thể chống lại cả khai tịch giả thậm chí còn mạnh hơn một chút về sau trong cuộc đại chiến đội ngũ hai bên đều có thắng có bại đến cuối cùng toàn bộ vũ trụ đều bị trận đại chiến kia ảnh hưởng hơn nữa khiến cho khai tịch giả đại nhân không ngờ tới là khi chiến tranh ảnh hưởng đến toàn bộ vũ trụ phe của khai tịch giả chẳng những không chiếm được ưu thế mà ngược lại còn dần dần rơi xuống hạ phong bởi vì rất nhiều tinh cầu thế giới cao cấp, thế giới trung cấp lại lũ lượt phản bội và gia nhập vào phe đối nghịch tà ác kia. Dưới sự bất đắc dĩ khai tịch giả đại nhân không thể làm gì khác ngoài phát động quyết chiến trước thời hạn, nhưng bởi vì chưa chuẩn bị đầy đủ, cho nên cán cần thắng lợi nhanh chóng nghiêng về một bên. Cuối cùng vẫn là khai tịch giả đại nhân phải hy sinh bản thân mình, làm cái giá để phong ấn tà ma cường đại nhất và rất nhiều chiến tướng dưới tay hắn lại phong ấn toàn bộ gần như một nửa đại quân. Cho nên thắng lợi cuối cùng đã thuộc về phe của khai tịch giả. Cũng chính là các thế lực cao cấp và trung cấp hiện đang ở trong vũ trụ này. Mà chín đại thần quốc cũng được xác lập sau cuộc đại chiến kia. Chín đại thần quốc đều là những thế giới cao cấp đạt được công lao to lớn trong cuộc đại chiến khi đó. Đây chính là những gì liên quan đến cuộc đại chiến mà phần yên biết được. Mặc dù cũng có những lời giải thích khác nhưng phiên bản này là bản được lưu truyền rộng rãi và được nhiều người tiếp cận nhất trong vũ trụ. Hơn nữa, trong truyền thuyết này lại không hề nhắc tới người mạnh nhất bị khai tịch giả đại nhân phong ấn, chỉ nói đó là một tên vô cùng tà ác. Chỉ là có điều bây giờ xem ra trong lúc vô tình mình lại nhìn ra được một ít chân tướng từ trong trận đại chiến đó. Ít nhất mình biết người cường đại đủ để đấu lại khai tịch giả đại nhân kia có tên là Minh Tôn mà quân đội dưới trướng người đó thì được gọi là Minh Thần Quân. Thấy Phần Yên vẫn còn đang suy tư, Minh Ám lại không chờ hắn ta tiếp tục mở miệng nói. Thực lực của ta lấy tiêu chuẩn hiện tại để đánh giá chắc chắn là chế tôn đỉnh phong. Thật ra thì thực lực của ta trong hàng tỷ tỷ năm qua không gia tăng cũng không yếu đi. Chỉ có thân thể đã không thể so với lúc trước. Mà thực lực của ta trong minh thần quân năm đó chỉ là tầng lớp trung bình, trên ta còn có đại đội trưởng tổng đội trưởng quân đoàn trưởng còn có thống soái ở đẳng cấp cao nhất mà phía trên chính là mấy đại chiến tướng dưới quyền bình tôn đại nhân có điều sau cuộc đại chiến đó tất cả những người ở cấp bậc tiểu đội trưởng trở lên ngoài chết trận ra thì những người còn lại đều đã bị giết hết trong số tù bình thực lực của tiểu đội trưởng như ta đã là mạnh nhất mình ám nói xong phần yên đã quay đầu nhìn tuyệt sát thấy tuyệt sát khẳng định gật đầu một cái trong lòng hắn ta không khỏi thầm giật mình thực lực của mình thần quân này cũng quá là mạnh chế tôi đỉnh phong chỉ là tiểu đội trưởng vậy thực lực cấp bậc giới chủ há chẳng phải chỉ có thể làm đại đội trưởng sao vậy thực lực của tổng đội trưởng và quân đoàn trưởng thậm chí thống soái lại mạnh đến mức nào hơn nữa thực lực như vậy lại bị một mình khai tịch giá đại nhân phong ấn gần một nửa số người vậy thì khai tịch giá đại nhân kia đã làm mạnh đến mức độ nào chỉ nghĩ đến đây Phần Yên bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện Vì vậy mở miệng nói Vì sao người có thể còn sống lâu đến như thế Chính là bởi vì Chỉ cần đeo sinh xích này lên Sinh mạng của chúng ta trở nên vĩnh hằng Trở thành tồn tại vĩnh sinh bất diệt Nghe hắn ta nói thế ánh mắt Phần Yên Đột nhiên sáng lên vĩnh sinh bất tử Chỉ cần đeo gông xiềng kia là liền có thể vĩnh sinh bất tử Mà cái giá chỉ là cần nhiều linh lực hơn mà thôi Nói vậy nếu nhóm người của mình cũng đeo xiềng xích này lên thì tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ trong lòng phần yên mình ám bỗng nhiên phát ra một tiếng cười khẽ chỉ là bên trong tiếng cười kia là đùa cợt hay là bất đắc dĩ có lẽ bản thân hắn ta cũng không rõ đừng vọng tưởng hơn nữa chuyện cũng không như người nghĩ thực ra theo lý mà nói hiện tại ta đã không tính là một người nói chính xác hơn thì ta hẳn là nô lệ của cái gông xiềng này gông xiềng này dựa vào ta để hấp thu linh lực từ đó giúp bản thân nó nhận được tiến hóa. Mà ta mặc dù bất lão bất tử nhưng cũng không có chút tự do nào, thậm chí ngay cả tự sát cũng không làm được. Người như vậy chẳng khác nào gia súc do gông xiềng này chăn nuôi. Phần yên nghe đến đây thì hơi kinh ngạc, có điều sau đó liền nhanh chóng hiểu ra. Thiên hạ này làm gì có chuyện tốt như thế? Vĩnh sinh bất tử chỉ là một biểu tượng. Phần yên vốn là hạng người tâm trí chắc tuyệt. Vừa rồi chỉ là tùy tiện nghe thấy gông xiềng này vậy mà có năng lực giúp người ta bất lão bất tử Cho nên trong lúc nhất thời cũng là hơi có chút giật mình Sau khi đã nghĩ thông suốt Phần Yên cũng không còn cố chấp nữa Được những chuyện còn lại ta không có hứng thú Hiện tại ta cần người chứng minh Người còn sống có giá trị gì với chúng ta hơn là giết ngươi. Đối với sự kiên quyết của Phần Yên Mình ám hơi giật mình Những chuyện này hắn vẫn chỉ nói một phần Vốn còn tưởng rằng những chuyện còn lại bản thân có thể giữ để làm tiền vốn thế nhưng không ngờ người này vậy mà chẳng có một chút hứng thú nào với trần tướng có thể bị ẩn giấu kia minh ám chỉ hơi do dự một chút liền mở miệng đầu tiên ta cảm thấy các ngươi hẳn là cần minh thần quân chúng ta trợ giúp mặc dù ta không thể cảm đoàn sẽ có bao nhiêu người tới giúp ngươi nhưng là hiện tại tiểu đội của ta vẫn còn có một người sống sót bọn họ chắc hẳn sẽ theo mệnh lệnh của ta thực lực của bọn họ mặc dù không mạnh bằng ta nhưng nhân số lại không ít hơn nữa còn biết một bí mật rất lớn Bí mật này có lẽ người sẽ có hứng thú Nghe thấy Minh Ám nói như thế trong lòng Phần Yên không khỏi vui mừng Chỉ cần Minh Ám này chịu hỗ trợ là được Phần Yên tin rằng bằng vào tiền vốn cùng võ lực của bản thân mình Chỉ cần Minh Ám đồng ý hợp tác Vậy hắn có thể cột chặt những người này vào chiến xa của bản thân mình Cứ như vậy thí luyện tuần thiên giới lần này gần như cũng dễ như trở bàn tay sau khi nói xong Phần Yên liền trực tiếp đứng dậy đi đến bên cạnh mình ám đang quỳ ở trên mặt đất. Đầu tiên là ra hiệu cho Hàn băng cởi bỏ lớp lụa trắng ở trên người mình ám. Sau đó lại bóc ra một cái hộp ngọc từ trong ngực bỏ vào trong tay mình ám. Rất tốt, rất tốt, kẻ thức thời mới là chàng Tuấn Kiệt. Chỉ cần trợ giúp vạn yêu quốc chúng ta chiến thắng. Trong lần thí luyện lần này, chỗ tốt sẽ không thiếu phần của ngươi. Mặc dù không có cách nào cởi bỏ gông xiềng trên người ngươi nhưng có thể cung cấp một lượng lớn linh vật thiền địa cùng linh đan được rồi ân oán trước đó giờ xóa bỏ ta nhìn ra được mình ám người cũng là một kẻ có dã tâm mình ám đứng người lên đầu tiên là hoạt động bà vai một chút sau đó mở hộp ngọc kia ra vừa mới mở ra liền thấy một luồng linh lực vô cùng dồi dào tỏa ra hắn ta hít vào một hơi thật sâu linh lực tứ đán linh lực tứ tán bên trên đan dược lập tức liền chạy theo hô hấp của minh ám chui vào trong thể nội linh lực vốn đã bị ổ khóa nhỏ kia thôn phệ gần như không còn lại dần dần tăng lên mấy phần đan dược này có thể nói chính là cực phẩm trong cực phẩm một bình đan dược nhỏ này chắc chắn có thể giúp hắn ta thoải mái săn giết hung thú mà không phải lo lắng đến mạng sống trong một quãng thời gian rất dài hắn ta lại lấy ra một viên đan dược sáng long lanh trực tiếp há vào miệng mà nuốt Dược lực bàng bạc nhưng lại vô cùng ôn hòa bắt đầu nhanh chóng vận chuyển khắp toàn thân. Hơn nữa còn có một phần dược lực rót vào bên trong ổ khóa nhỏ trong ngực kia. Linh lực bị rút ra và tự đưa đi là hoàn toàn khác nhau. Theo dược lực hóa thành linh lực tinh thuần rót tiến vào trong ổ khóa nhỏ, mình ám chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái cùng nhẹ nhõm chưa bao giờ có. Hơn nữa kinh mạch vốn đã khô kiệt lại được linh lực này tới nhuần, thậm chí khiến Minh Ám cảm thấy thân thể mình cũng đang từ từ muốn khôi phục. Hắn ta chậm rãi mở mắt ra nhanh chóng cất hộp ngọc đi, sau đó lại hít sâu một hơi mà nói: "Còn không biết đại danh của các hạ là gì?" Phần Yên nhẹ nhàng cười nói: "Thủ lĩnh của Ngũ Yêu Thần Vạn Yêu Quốc Phần Yên." "Hay lắm Phần Yên đại nhân, hy vọng lần hợp tác này có thể vui sướng." Sau đó Minh Ám lại tỉ mỉ nói lại tình huống cụ thể cho Phần Yên. Ví dụ như mình ám cần phái ra bao nhiêu người, phần yên sẽ hỗ trợ cung cấp bao nhiêu đàn dược và thiên tài địa bảo. Nếu như người của mình ám chết thì tính như thế nào? Còn có nếu cuối cùng vạn yêu quốc thắng được, thì sẽ bổ sung thêm bao nhiêu chỗ tốt cho họ. Đương nhiên lần trò chuyện này cũng không thiếu việc co kè mặc cả. Mình ám đương nhiên hy vọng có thể tranh thủ thêm lợi ích cho không chỉ bản thân mình, mà còn cả cho những thuộc hạ cùng những người sống sót khác của mình thần quân mà phần yên thì lại không muốn để mặc cho người ta chặt chém cho tới bây giờ mười phương thế lực đều đã triển khai hành động hoặc là phòng thủ cung điện bố trí kết giới đại trận hoặc là ra ngoài dò xét địa hình bài trừ nguy hiểm tiềm ẩn ở xung quanh bất kể nói thế nào đối với trận thí luyện cực kỳ quan trọng này tất cả mọi người đều không dám qua loa mình chết là chuyện nhỏ nếu là vì thế mà khiến cho thế lực của mình đào thải thì chính là một tội lớn Đương nhiên bên trong 10 phương thế lực này cũng không hoàn toàn giống nhau, có thế lực bị hùng thú sinh trưởng ở địa phương tuần thiên giới công kích. Ví dụ như hồng hoang Cổ giới vạn linh cảnh cũng có thể bị thế lực người áo giáp rách rưới tập kích. Ví dụ như vạn yêu quốc cùng sáng thế thần quốc mà có thế lực phái người đã thăm dò địa hình gặp phải một loại tình trạng vô cùng khó hiểu. Cũng giống như hiện tại thế lực hai phe của vạn thần điện cùng với diệt thế ma quốc đều gặp phải tình trạng không thể dùng lý lẽ bình thường để mà suy đoán. Bên gặp phải tình trạng này đầu tiên chính là người của diệt thế ma quốc. Lần này diệt thế ma quốc do ma võ dẫn đầu, ma võ chính là cường giả đã thành danh rất lâu của diệt thế ma quốc. Theo lời đồn thực lực của ông ta có thể so sánh được với vị thủ hộ giả chưa từng lộ mặt kia. Mà tiếp theo chính là ma kiếm vạn quân. Vạn quân này có lai lịch vô cùng thần bí, ngoại trừ mấy người cầm quyền chân chính ở diệt thế ma quốc thì cũng không ai biết vạn quân này có lai lịch là gì chỉ biết trong lần tuyển chọn người này cầm trong tay một thành ma kiếm ma khí ngập trời cường hãn đánh bại tất cả các đối thủ từ đó cái tên ma kiếm vạn quân này liền tiến vào tầm mắt của mọi người vạn quân có một thần ma công thâm hậu đã bước nửa bước chân vào cánh cửa sau cùng của cường giả cấp bậc giới chủ hơn nữa kiếm pháp của hắn vô cùng tình diệu tuyệt luân thậm chí người đã từng so sánh có thậm chí có người đã từng so sánh hắn với đệ nhất kiếm tôn của cựu đại thần quốc chỉ có điều mặc dù người này xuất thân thần bí nhưng lại không có ai dám đi điều tra lai lịch của hắn không vì lý do gì khác chỉ vì mà kiếm vạn quân này chính là người của giới chủ diệt thế ma quốc ma diệt thiên mặc dù không phải đệ tử thân truyền nhưng cũng là cường giả trẻ tuổi vô cùng được xem trọng mà ma vũ người dẫn đầu diệt thế ma quốc mà lần này vừa lúc chính là một trong những người biết được thần phận thực sự của vạn quân cho nên ma vũ hiểu rõ hơn tất cả mọi người thực lực của tên vạn quân này rốt cục đã mạnh đến cỡ nào đặc biệt là lúc ma quỷ ngủ say trong thể nội của vạn quân tỉnh lại sức chiến đấu mà hắn ta có thể bộc phát ra lúc đó khiến cho cả bản thân ma vũ cũng phải kiềng kỵ mấy phần dù sao địa vị của vạn quân này cũng rất lớn có điều giờ phút này mà kiếm vạn quân dù cho có địa vị như thế nào cũng khiến hắn ta cảm thấy luống cuống với hắn ta mà nói so với tình trạng trước mắt hắn ta càng muốn gặp phải một đàn hùng thú hơn nếu gặp phải hùng thú dù có thực lực mạnh số lượng có nhiều đi hơn nữa thì cũng chỉ cần giết sạch là được bây giờ vạn quân lại khổ không thể tả vạn quân vốn dĩ cũng dẫn theo bốn người tính cả hắn nữa là năm người cùng tiến về diệt thế cùng ở phía nam thăm dò Lúc mới bắt đầu không gặp phải hung thú gì chẳng qua chỉ là đường có hơi khó đi. Hơn nữa để đề phòng không bại lộ thân phận. Nên bọn họ chỉ có thể dè dặt mở đường chật vật mà tiến lên. Chẳng mấy chốc bọn họ đã gặp phải nhóm hung thú đầu tiên. Nhóm hung thú này có tổng cộng 10 con, thực lực không phải mạnh cũng không phải yếu. Bởi vì có siêu cấp cường giả là vạn quân nên cuối cùng vẫn là hữu kinh vô hiểm, chém hết những nhóm hung tàn kia. Mười con hung thú này là một loại thanh lân đại xà có mặt người, nhìn qua khiến người ta có cảm giác vô cùng quỷ dị. Mà loại cảm giác này sau khi đánh chết con thanh lân đại xà cuối cùng liền biến thành hiện thực. Bởi vì sau khi con thanh lân đại xà cuối cùng chết, trước mặt năm người vạn quân bỗng nhiên xuất hiện 10 người. Hai người chưa thành một tổ, tổng cộng là năm tổ đứng thẳng lên theo thứ tự. Nếu như chỉ vẹn vẹn là thêm 10 địch nhân vạn quân cũng sẽ không cảm thấy gì chắc chắn sẽ không nói hai lời sách kiếm tiến lên. Dù cho những kẻ kia là người của thế lực nào, vạn quân cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Thậm chí, dù cho chín đài thần thể, dù cho chín đài thế lực liên hợp xuất hiện, vạn quân cũng sẽ không cảm thấy có cái gì là không đúng. Thế nhưng là khi hắn ta cùng bốn người còn lại nhìn thấy mười người này, tất cả đều vô cùng kinh hãi. Một cảm giác quỷ dị lại dâng lên. Bởi vì người xuất hiện trước mắt bọn họ không phải ai khác mà chính là bọn họ. Hơn nữa còn là hai kẻ giống mình như đúc. Nhìn hai người giống hệt mình đứng cùng một chỗ, sau đó nhìn mình chằm chằm, cảm cảm giác kia khỏi phải nói là quỷ dị đến mức độ nào. Vừa mới bắt đầu ngay cả vạn quân cũng tưởng rằng mình đã gặp phải một loại huyễn thuật nào đó. Thế nhưng là khi một người trong nhóm tiến công thăm dò rồi bị hai kẻ giống mình như đúc đánh cho bay ngược, bọn họ liền phát hiện đây cũng không phải là huyễn thuật. Mà khi bọn họ chiến đấu với kẻ giống mình như đúc kia xong liền hoảng sợ phát hiện Hai người kia bất luận là chiều số hay là cảm giác quen thuộc Bất luận là khí tức hay là dao động linh lực Cũng đều giống hệt với bản thân mình Hết tập thứ 67 Các bạn vừa theo dõi xong cái tập thứ 67 của câu chuyện Hắc Ám Tây Du Để tiếp tục cập nhật cái câu chuyện này Các bạn hãy vào cái fanpage Có thể là hắc thoại Thì mình sẽ ghim cái Fanpage này ở phần bình luận của video Thì các bạn có thể là vào fanpage để các bạn cập nhật tất cả câu chuyện của mình Và có vấn đề gì thì mình sẽ cố gắng đăng cái fanpage đấy để cho các bạn được biết ờ, Để các bạn đỡ phải hỏi trong những video này Tại vì mình rất ít khi hoạt động ở trên đây Mình chỉ hoạt động trên fanpage và facebook là nhiều thôi Mình sẽ cố gắng đọc liên tiếp cái bộ này cho nó hết sớm Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở tập thứ 67